Ca sĩ Jack khẳng định không đi ké, phải trả khoản tiền rất lớn để gặp Messi. Tranh cãi chuyện Bình Thuận phá hơn 600 hecta rừng làm hồ thủy lợi. Huấn luyện viên Joshua, U23 Việt Nam mạnh nhất bảng chỉ là lý thuyết. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin trưa ngày 6 tháng 9 năm 2023 của Hoàng Châu Channel. Sau đây là bản tin tổng hợp các tin tức chính nổi bật nhất trong 24 giờ qua ở tại nước ta và trên thế giới. Nếu thấy hay bổ ích, đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại bình luận để tạo động lực cho đội ngũ của chúng tôi. Ca sĩ Jack khẳng định không đi ké, phải trả khoản tiền rất lớn để gặp Messi. Ca sĩ Jack tuyên bố anh phải bỏ ra số tiền lớn để được gặp Lionel Messi chứ không có chuyện đi ké. Tôi xin nhấn mạnh là đến thời điểm này tôi đã phải bỏ ra một kinh phí rất lớn để theo đuổi, thực hiện công việc và giấc mơ này. Hoàn toàn không có chuyện tôi đi ké như các tin đồn đang lan truyền trên mạng xã hội. Ca sĩ Jack, tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, chia sẻ trên trang cá nhân. Nam ca sĩ cũng khẳng định anh đã nhận được sự cho phép của Messi để sử dụng hình ảnh của ngôi sao bóng đá. Tôi sẽ không làm video này nếu không được sự cho phép từ ban đầu. Trong chuyến đi gặp Messi, tôi đã trao đổi và xin phép việc sử dụng hình ảnh. Phía Messi đã đồng ý với điều kiện không sử dụng hình ảnh anh ấy cho mục đích thương mại, chính trị hay quốc gia. Anh viết thêm, những tin đồn thất thiệt liên quan đến con số 60 tỷ lại càng không liên quan đến phát ngôn hay từ phía Jack đã đưa ra. Jack khẳng định rất buồn vì những mục tiêu tốt đẹp ban đầu của mình đã bị bóp méo sai sự thật một cách nguy hại như vậy. MV có mặt của Lionel Messi của ca sĩ Jack ra mắt tối ngày 31 tháng 8. Siêu sao bóng đá người Argentina xuất hiện trong bộ trang phục đời thường, nói chuyện với ông ca sĩ Jack trong khung cảnh kéo dài khoảng 3 giây. Ngoài ra, ở một vài góc nhìn khác, gương mặt Messi cũng xuất hiện. Doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường, nhà sưu tập áo đấu có tiếng ở Việt Nam, được cho là người kết nối để Jack gặp Messi, tiết lộ về cuộc gặp mặt và những hình ảnh của siêu sao người Argentina xuất hiện trong MV của ca sĩ Việt Nam. Vị doanh nhân này liên tục đăng lên mạng xã hội để bày tỏ sự không hài lòng về những thông tin liên quan đến việc Messi xuất hiện trong MV của Jack. Điều này ảnh hưởng đến uy tín của ông. Doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường cho biết, Jack gặp Messi thực chất là cuộc hẹn cá nhân giữa ông Phạm Ngọc Quốc Cường và siêu sao người Argentina thông qua sự sắp xếp của một người bạn. Doanh nhân này có kết nối với Jack, biết ca sĩ đam mê bóng đá nên đã có lời mời đi cùng. Một nhân vật khác cũng được cho là có mặt trong buổi gặp, khẳng định có nhắc nhở với ca sĩ Jack rằng những hình ảnh và video với Messi chỉ để giữ làm kỷ niệm. Người này chê trách nam ca sĩ không hỏi ý kiến, tùy tiện làm MV có hình ảnh của Messi và không có chuyện ngôi sao người Argentina đồng ý tham gia MV. Ông cũng yêu cầu ca sĩ Jack và ekip gỡ hình ảnh Messi khỏi MV. Cho tới giờ, MV của Jack có 5,5 triệu lượt xem sau 5 ngày đăng tải trên YouTube. Chuyển sang tin tức tiếp theo, tranh cãi chuyện Bình Thuận phá hơn 600 hecta rừng làm hồ thủy lợi. Bình Thuận sẽ phá bỏ hơn 600 hecta rừng để làm hồ chứa nước Capet. Vậy toàn bộ cây rừng lâu năm sẽ được xử lý như thế nào? Theo thông tin Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận, ngày 4 tháng 9, dự án hồ chứa nước Capet dung tích hơn 50 triệu mét vuông được Quốc hội thông qua từ năm 2019, chủ trương đầu tư tổng vốn 874 tỷ đồng nhằm cung cấp nước cho nông nghiệp, khu công nghiệp, sinh hoạt, cải tạo môi trường và điều tiết nước vùng hạ du Hàm Thuận Nam. Dự án lấy mặt bằng từ việc phá khu rừng tự nhiên rộng 619 hecta ở xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Hồ sẽ được xây dựng tại khu rừng sau khu dân cư hiện hữu của xã Mỹ Thạnh cách chừng 2 km, kéo dài lên hướng núi rừng huyện Tánh Linh. Sau khi rừng được phá bỏ, những cây lâu năm sẽ được bán đấu giá cho đơn vị khai thác gỗ. Cơ quan chức năng đang làm thủ tục đấu thầu, chọn đơn vị tư vấn định giá giá trị lâm sản để làm cơ sở tiến hành đấu giá. Đơn vị nào trúng thầu thì đôn đốc đẩy nhanh khai thác, bàn giao mặt bằng. Ngoài ra, theo quy định của luật lâm nghiệp, tỉnh Bình Thuận phải trồng lại hơn 1.844 hecta ở những nơi khác để thay thế diện tích rừng bị mất. Điều này thực hiện theo nguyên tắc rừng thay thế phải được trồng lại gấp 3 lần diện tích rừng tự nhiên bị chuyển mục đích sử dụng. Dự kiến tổng kinh phí trồng rừng thay thế khoảng 177 tỷ đồng. Khu rừng sắp bị cưa hạ tồn tại từ lâu đời, gắn liền không gian sống của người dân tộc Rai, Rockline. Hàng trăm năm qua, hiện khu rừng được hai chủ rừng, khu bảo tồn thiên nhiên núi Ông và ban quản lý rừng phòng hộ sông Móng Capet quản lý, có sự chung tay bảo vệ của cộng đồng địa phương thông qua chính sách nhận khoán. Diện tích rừng được khai thác để nhường đất cho dự án theo thuộc quản lý của ba đơn vị, gồm ban quản lý rừng phòng hộ sông Móng Capet,
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Bình Thuận, ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên núi Ông. Dự án nhằm cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp của huyện Hàm Thuận Nam, cấp nước thô cho khu công nghiệp Hàm Kiệm 2, tạo nguồn nước thô để cấp cho sinh hoạt người dân khu vực huyện Hàm Thuận Nam và thành phố Phan Thiết. Ngoài ra, dự án cũng thực hiện phòng chống lũ và cải tạo môi trường, điều tiết nước cho vùng hạ du khu vực huyện Hàm Thuận Nam và tỉnh Bình Thuận, tăng dòng chảy trong mùa khô, góp phần cải thiện môi trường sinh thái vùng hạ du, nhất là đoạn qua thành phố Phan Thiết, góp phần phát triển du lịch, dịch vụ của tỉnh. Về công tác lập hồ sơ xin cấp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt ngày 28 tháng 6 năm 2023. Hiện cơ quan chức năng đã trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định đề nghị đăng thông tin tham vấn đánh giá tác động môi trường vào đầu tháng 8 năm 2023, dự kiến phê duyệt trong tháng 9 năm 2023 cùng với hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi. Tức cuối cùng, huấn luyện viên Joyce, U23 Việt Nam mạnh nhất bảng chỉ là lý thuyết. Chiến lược gia người Pháp khẳng định U23 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trước vòng loại U23 châu Á 2024. Tôi xin chào mừng sự hiện diện của cả ba đội bóng Yemen, Singapore, Guam và chúc họ có những trải nghiệm tốt đẹp, có kết quả cao ở vòng loại U23 châu Á 2024. Việt Nam là chủ nhà nên được đánh giá mạnh nhất, nhưng đó chỉ là về mặt lý thuyết, còn trên sân mọi chuyện đều có thể xảy ra. Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua vòng loại và chúng tôi đang rất nóng lòng để hướng tới trận đấu ra quân vào ngày mai, mùng 6 tháng 9. Huấn luyện viên Philippe Chasse phát biểu trong buổi họp báo trước vòng loại bảng C giải U23 châu Á 2024 trên sân Việt Trì Phú Thọ. Về sự chuẩn bị của U23 Việt Nam, huấn luyện viên Philippe Chasse cho biết, thực tế quá trình chuẩn bị của chúng tôi đã bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 3 và từ thời điểm đó tôi đã tập trung làm việc với khoảng 70 cầu thủ. Từ đó tới nay, chúng tôi đã trải qua nhiều giải đấu như giải Doha Cup, SEA Games, đợt tập trung FIFA Day tháng 6 và giờ là đợt tập trung FIFA Day tháng 9. Ngoài ra, một số cầu thủ U23 cũng được đôn lên sử dụng tại đợt tháng 6 cùng đội tuyển quốc gia và giờ là giải vòng loại U23 châu Á 2024. Vì thế, không chỉ nói đội U23 chỉ tập trung trong vòng một tuần. Ngoài ra, tôi và nhóm cầu thủ này đã làm việc với nhau được 5 năm, từ năm 2018 khi các cầu thủ mới chỉ 17-18 tuổi. Vì thế, các cầu thủ đã thấm nhuần yêu cầu mà tôi đưa ra, đó là một lợi thế rất lớn đối với chúng tôi. Về sự khó khăn khi đá ở Phú Thọ nhưng đóng quân ở Hà Nội, nhà cầm quân người Pháp cho biết, tôi nghĩ là mọi người cho rằng Hà Nội và Việt Trì cách xa nhau, nhưng thực tế di chuyển chỉ mất một tiếng mà thôi. Đội U23 và đội tuyển quốc gia đều có nhiệm vụ riêng trong tháng 9, nên tôi quyết định đặt đại bản doanh tại Hà Nội. Một là hướng đến sự riêng tư cũng như điều kiện sử dụng sân bãi tốt nhất, và thứ hai là tôi muốn các cầu thủ được duy trì không gian sinh hoạt quen thuộc. Đây là thói quen khi các cầu thủ sinh hoạt ở câu lạc bộ. Trước đây, khi tôi còn làm ở PVF hay những câu lạc bộ khác thì các cầu thủ cũng vậy. Ngoài ra, từ Hà Nội đến Việt Trì có cao tốc, xe cộ tốt nên tôi không lo lắng về mặt giao thông. Khi tạo môi trường giống câu lạc bộ, việc di chuyển đến và về để làm sao các cầu thủ được thoải mái, không bị bó buộc vào việc phải đóng quân tại một nơi. Huấn luyện viên Philippe Chasse chia sẻ về mục tiêu ở giải đấu sắp tới. Chúng ta cần hiểu rằng tập luyện chỉ là tập luyện và triết lý đôi khi cũng chỉ là lời nói. Kết quả chỉ được thể hiện qua những gì thi đấu ở trên sân. Cầu thủ thi đấu càng nhiều sẽ càng tích lũy được kinh nghiệm. Sự thể hiện của cầu thủ trên sân thì ban huấn luyện mới có thể đưa ra những sự điều chỉnh phù hợp. Đến thời điểm hiện tại, các cầu thủ đã hiểu và nắm bắt được yêu cầu một cách cơ bản. Khi bước vào giải đấu chính thức, mỗi trận có tính chất khác nhau, cách tiếp cận trận đấu đều khác nhau và trước mỗi trận cần chuẩn bị đội hình khác nhau. Bóng đá Việt Nam đang có vị thế số 1 Đông Nam Á, nhưng tôi tới đây không phải chỉ giữ vững vị trí này mà còn phải giúp các cầu thủ vượt ngưỡng và có sự bứt phá tốt hơn, vươn tầm ra châu lục. Tin tức trên đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Các sự kiện nổi bật ở nước ta và trên thế giới sẽ được Hòn Châu Channel cập nhật tại bản tin trưa vào lúc 13 giờ và tin cuối ngày vào lúc 20 giờ. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào. Xin được kính chào và hẹn gặp lại.